Thưa quý vị, ngày nay thì nhiều đàn ông đã tìm kiếm các cái phương pháp điều trị để theo đuổi một cậu nhỏ hoàn hảo. Tuy nhiên thì không phải trường hợp nào cũng thành công. Thưa bác sĩ Phúc, đây chỉ là hai trong số rất nhiều trường hợp đã xảy ra biến chứng sau khi sử dụng các dịch vụ làm to hoặc là kéo dài dương vật. Thực tế thì có lẽ còn những cái tình huống cũng như những câu chuyện đáng tiếc khác, đúng không ạ? Thực tế thì bây giờ dịch vụ y tế tư nhân phát triển rất mạnh mẽ. Tuy nhiên có một số cái cơ sở y tế mà chưa được cấp phép, cũng như là một số cơ sở thì đã được cấp phép. Tuy nhiên thì cái nhân viên hoạt động trong cái lĩnh vực chuyên môn thì cũng chưa được cấp phép, cũng như chưa được đào tạo về cơ bản. Cho nên một số cái biến chứng thường xảy ra ở những cái cơ sở tư nhân chưa được cấp phép, hoặc là những bác sĩ mà chưa được đào tạo bài bản về chuyên ngành đó vẫn xảy ra hàng ngày khi người ta hành nghề. Thế thì hàng ngày các bác sĩ khám bệnh ở những bệnh viện công thì thường vẫn hay gặp những cái bệnh nhân mà có những tai biến, những biến chứng ở những cái tuyến đó người ta đến khám lại. Những cái trường hợp mà anh đã từng tiếp xúc hoặc là trực tiếp điều trị thì nó có nặng nhiều không ạ? Bây giờ có rất nhiều cơ sở y tế mà không được cấp phép, có thể nói như là bây giờ quảng cáo trên mạng như những cái cơ sở spa là cắt tóc gội đầu, người ta cũng có thể cắt cái bao quy đầu. Bây giờ có một cái máy, cái stapler, người ta cắt. Tuy nhiên thì những cái người đó không phải là nhân viên y tế cũng như không phải bác sĩ về nam khoa, người ta không thuộc giải phẫu về cậu nhỏ. Cho nên khi cắt có thể là da thừa, da thiếu, rồi cắt không hết vòng hẹp, hoặc là tại những cái cơ sở y tế đó thì vô trùng, người ta không hiểu, hoặc là người ta không đảm bảo được cái đó, thì cái tình trạng nhiễm trùng thì thường xảy ra sau khi cắt, hoặc là những cái sẹo xấu thì người ta sẽ đến người ta khám lại ở những cái cơ sở y tế có uy tín sau khi mà người ta đã bị tai biến biến chứng rồi. Như anh vừa đề cập là nhiều trường hợp người ta đã đến những cái thẩm mỹ viện chứ không phải là các cơ sở y tế. Thậm chí có nhiều bạn trẻ còn tự tiêm silicone vào dương vật, thì những điều này có gia tăng những cái nguy cơ như thế nào thưa anh? Thực ra thì cái tiêm silicone thì gần đây thì có vẻ là ít rồi, vì silicone thực chất đã được thế giới cấm từ những năm 90. Tuy nhiên thì bây giờ vẫn còn một số tiêm chui, tự tiêm. Thế thì những cái chất silicone lỏng đã bị cấm vì nó có nhiều cái biến chứng quá. Ví dụ như là biến chứng viêm, là biến chứng hoại tử, cái bản thân, cái da và toàn bộ cái dương vật. Như tôi thì tôi cũng đã gặp một cái trường hợp người ta tiêm cách đây khoảng 7 đến 10 năm ở bên Thái Lan, khi đó người ta đi lao động. Thế sau đó 7 đến 10 năm thì bây giờ đến với tôi là cái dương vật nó sưng và nó bầm tím toàn bộ. Gần như bị hoại tử toàn bộ cái da vùng dương vật. Khi đó chúng tôi phải cắt lọc toàn bộ cái da này, cũng như lấy toàn bộ cái tổ chức silicone. Mà những cái silicone đấy nó có khi nó rơi lan toàn bộ xuống cả vùng bìu, là chúng tôi phải lấy rất khó khăn, 3 đến 4 tiếng đồng hồ mới lấy hết được cái đó. Sau khi lấy xong thì những cái da hoại tử nó thiếu, chúng tôi lại phải lấy da chỗ khác để ghép vào đó. Cho nên cái một cái bệnh nhân như thế thì mình phải mổ rất nhiều thời gian và rất nhiều cái cuộc mổ. Thì sau đó thì bệnh nhân mới trở lại được cái trạng thái bình thường, bệnh nhân mới có thể quan hệ tình dục được. Thường thì phục hồi cái khả năng sinh hoạt thì nó được bao nhiêu phần trăm? Có thể như lần đầu, lúc đầu không ạ? Tùy cái biến chứng, tùy từng cái tổn thương ở giai đoạn là sớm hay là ở giai đoạn muộn. Ví dụ như cái cậu mà tôi gặp, cái tình trạng cương của cậu ấy vẫn còn. Tuy nhiên tất cả những cái da, cái dương vật đấy cậu gần như là mất hết. Thế sau đó chúng tôi phải kéo cái da bìu lên, hoặc lấy cái da mỏng ở chỗ đùi chúng tôi ghép vào. Sau đó cậu ấy vẫn quan hệ tình dục được. Tuy nhiên thì cậu nhỏ của cậu là biến dạng, không thể đẹp như bình thường được. Thưa bác sĩ, vì sao trong rất nhiều cái cách mà tăng kích thước cậu nhỏ thì nhiều người lại tìm đến các phương pháp ít xâm lấn, như là làm lớn dương vật bằng sóng xung kích này, hoặc là những cái dụng cụ chà sát dương vật, hoặc là hút chân không ạ? Phải chăng là những cái dịch vụ này rẻ tiền này, dễ thực hiện và hiện nay là đang chưa có sự kiểm soát? Chị Phạm Trang nhắc đến một số kỹ thuật để làm tăng kích thước dương vật. Thì tất cả những cái đấy là chưa được kiểm chứng, chưa được tổ chức hay một cái hội y học nào công nhận là cái phương pháp như chị Phạm Trang nói là có thể tăng được kích thước dương vật. Như là ví dụ như là dụng cụ hút chân không. Cái dụng cụ hút chân không nó chỉ để chữa bệnh rối loạn cương, chứ không phải làm tăng kích thước dương vật. Hay là những cái chà sát, hay là những máy các bạn xem là quảng cáo ở trên mạng xã hội là sục là như thế này để tăng bao nhiêu 40 phân. Thì tất cả những cái phương pháp đó là hiện cho đến bây giờ là chưa được công nhận là làm tăng kích thước dương vật. Chỉ có những cái phương pháp can thiệp, ví dụ như là người ta bơm cái chất làm đầy, như là chất silicone này, tiêm filler này, mỡ tự thân này. Đấy là những cái gọi là không phẫu thuật, người ta tiêm vào thì đó là tăng kích thước dương vật. Thứ hai là những cái phẫu thuật là người ta độn, độn vì cũng độn silicone như là các bạn độn mũi,
thì trong cái dương vật nó cũng có silicone cứng đó để độn vào. Vâng. Thứ hai là bây giờ người ta có một cái miếng độn sinh học, người ta gọi là hay ở trên mạng là Megaderm. Thì đấy thì người ta làm những cái miếng đấy từ những cái tế bào của như là da lợn này, da bò này, hoặc bản thân là người ta nuôi từ tế bào của da người để người ta làm những cái miếng độn đó. Người ta độn thì tăng kích thước dương vật. Còn tất cả những cái phương pháp mà máy rồi kéo rồi xung kích rồi cái đó thì không có tăng. Thường là tâm lý của chúng ta cũng ngại những cái biện pháp phải xâm lấn, ngại phải mổ nữa, đúng không ạ? Và chọn những cái phương pháp mà ít phải can thiệp dao kéo. Thưa bác sĩ, từ thực tế này cũng đặt ra câu hỏi là phải chăng chúng ta đang tự ti và ám ảnh về kích thước? Hay một cách đặt vấn đề khác là dường như nhiều đàn ông Việt đang đề cao quá mức kích cỡ cái ấy. Không phải là người đàn ông Việt mà người ta thấy nghiên cứu ở trên thế giới ấy, thì đàn ông ấy, thì lúc nào cũng muốn cậu nhỏ của mình nó to hoành hơn trá. Cái mức của mình. Lúc nào cũng phải là hoành tráng, là phải to hơn người bên cạnh này như kia. Thế thì có rất nhiều nghiên cứu ở châu Âu cũng như là ở Mỹ thì người ta thấy rằng là 80% đến 90% là phụ nữ người ta không quan tâm nhiều đến cái kích thước của đàn ông lắm. Nhưng mà các anh chàng thì lúc nào cũng quan tâm đến cái đó, mặc định là của mình là phải như này kia. Và hoang tưởng của mình là phải như là ở trên phim ấy. Đấy. Tuy nhiên thì đúng là trên phim thì người ta quay rồi người ta thế này thì kia thì cái kích thước nó cũng dài hơn cái thực tế là một. Với bản thân là diễn viên thì người ta cũng phải chọn những cái người mà bất thường, tức là người ta là phải ở cực đại chứ nó không phải trung bình. Ví dụ như chẳng hạn Việt Nam trung bình là chỉ có 11 cm thôi. Thế thì có anh là anh ấy lên bảo của tôi là 17, 18 cơ, nhưng mà cảm thấy vẫn nhỏ lắm, vẫn muốn lên 20, 21 cơ. Thực ra thì các anh ấy cũng nói nó hơi quá lên tí. Anh nào ít anh thì 17 lắm, các anh chỉ 13, 14 là đã là khủng rồi. Những trường hợp mà kích thước dưới chuẩn thì có thể có những cái phương pháp nào cải thiện không ạ? À đúng rồi. Thế thì về tăng kích thước cậu nhỏ ấy thì nó có tiêu chí để người ta quan tâm là gọi là bệnh lý. Là một là trong những trường hợp mà dương vật nó nhỏ, nó ngắn bẩm sinh. Trường hợp thứ hai là những trường hợp dương vật nó bình thường nhưng do tai nạn hay gì đó, hay là do u hay gì đó người ta phải cắt ngắn bớt đi, thì khi đó người ta cần can thiệp. Can thiệp là như nào? Thì theo y văn thì là người ta nói rằng là khi dương vật nhỏ hơn 8 cm khi cương thì khi đấy cần can thiệp. Thế còn kích thước bao nhiêu thì đã thỏa mãn được phụ nữ? Có nghiên cứu cái kích thước thì gần như là không có quá quan trọng, vì thường phụ nữ cái âm đạo của phụ nữ ấy nó giãn và nó khép. Cậu nhỏ có to hay nhỏ thì đều ma sát được vào cái âm đạo của người phụ nữ. Cho nên kích thước là không quá quan trọng, mà quan trọng đến chiều dài. Ví dụ như là chẳng hạn ngắn quá thì mình đưa vào trong nó khó khăn, hoặc là mình không thể đưa được vào trong, thì khi đó chiều dài thì nó quan trọng hơn là cái chu vi. Nhân đây thì bác sĩ có khuyến cáo như thế nào với các anh nam giới á? Anh em thì thường kể cả Tây ta đều ảo tưởng về cái sức mạnh là mình là phải to như này, to như kia, cũng như thời gian thế. Bình thường là 3 đến 5 phút là ok rồi, nhưng anh nào cũng quảng cáo là tôi đến 1 tiếng rồi thế này kia. Tất cả những cái đấy nó chỉ là trên phim ảnh thôi. Thứ hai là về cái kích thước, bình thường nếu có tự ti quá hay gì đó thì đến gặp bác sĩ xem là của mình nó đã quá nhỏ hay không, có cần can thiệp hay không. Vì tất cả mọi can thiệp về phẫu thuật đều có những cái biến chứng. Vâng ạ. Mình có gặp bác sĩ mà người ta chuyên môn tốt thì người ta có thể làm cho mình vẫn còn chức năng. Nếu mà gặp những bác sĩ mà người ta chưa được đào tạo, có khi sau khi các bạn mổ xong cương cũng chẳng cương được, chưa lấy vợ không cương được, không có con luôn, thì có khi là được mà chẳng được mà mất hoàn toàn. Thưa quý vị, phẫu thuật can thiệp vào dương vật là có thật ạ, chỉ dành cho một số trường hợp đặc biệt. Trong khi đó thì phẫu thuật làm dài dương vật áp dụng cho một số bệnh nhân bị cái hội chứng dương vật nhỏ, bị xơ hóa. Và đáng chú ý là nếu không phải chuyên gia thực hiện và làm không đúng kỹ thuật tạo hình thì bệnh nhân sẽ bị biến chứng cong, đau, co rút, xơ hóa và biến dạng cậu nhỏ. Vì vậy, trước khi quyết định là có mang của quý đi độ hay không thì xin mọi người hết sức cẩn trọng. Và theo nghiên cứu thì dương vật có kích thước từ 8 cm trở lên là có thể đưa bạn tình đạt được khoái cảm. Vậy đây là thay vì nghĩ cách nuôi lớn vẻ bề ngoài của nó thì các anh hãy nhớ rằng có những cái yếu tố khác để tạo nên tình dục hoàn hảo, đó là sự tin tưởng này, sự thân mật, sự lãng mạn, độ cương cứng, thời gian xuất tinh và cả cái tần suất quan hệ nữa. Cảm ơn bác sĩ Nguyễn Văn Phúc với những cái thông tin hữu ích cho thính giả vừa rồi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến phần 2 của chương trình với những cuộc điện thoại kết nối với các thính giả gần xa. Xin chào thính giả đã gọi điện đến chương trình Chuyện Thầm Kín ạ. Chào bác sĩ ạ. Vâng, chào bác. Tôi năm nay là 75 tuổi. Ở tháng 5 năm ngoái tôi đi cắt.
của cái tiền đình kiến mà. Sau đó thì nó không thể cương cứng được. 6 tháng sau tôi đi khám ở cái bệnh viện Tâm Anh. Các anh cũng xét nghiệm và cho một số thuốc rồi uống và làm theo hướng dẫn. Nhưng mà nó không cải thiện được. Cho nên bây giờ là coi được một năm. Các bác sĩ ở Tâm Anh có nói rằng là tôi bị cái dây thần kinh cương cứng là nó bị tê liệt. Hỏi bác sĩ là liệu cái dây thần kinh này nó bị như thế thì liệu nó có thể tự phục hồi được không? Và nếu không phục hồi được thì có còn cách nào có thể cương cứng được không? Dạ. À, cháu hỏi bác một xíu, tức là trước khi mà bác mổ tiền đình tuyến ấy, thì vâng, cái cương của bác thế nào? Nói chung là vẫn tốt ạ. Cái sinh hoạt thì cứ nửa tháng là tôi được một lần. Dạ. Cháu hỏi bác này, bác mổ cái tiền đình tuyến đấy là bác mổ u lành hay là ca tiền đình tuyến? Tức là khi mà coi như thế nó có hiện tượng của cái tế bào ca thì bắt đầu là tôi đi xuống này, anh em nó bảo là coi giờ chỉ có còn một cái biện pháp duy nhất là cắt hẳn nó đi, bỏ hẳn nó đi. Vâng ạ. Thì nó sẽ không bị ảnh hưởng của cái ca. Vâng. Cho nên khi cắt xong thì tôi cũng không bị trị xạ, không bị cái gì cả. Vâng. Đấy, và hai nữa là nó trở lại bình thường mà sức khỏe tôi rất tốt. À, như vậy là bác mổ mở hay mổ nội soi qua đường bụng ạ? Mổ mở, mổ cắt sạch sạch. À, gọi là cắt triệt căn tiền tuyến trong ung thư tiền tuyến. Dạ. À, thế thì cháu chia sẻ với bác luôn, cái phẫu thuật cắt triệt căn ung thư tiền tuyến mổ mở hay mổ nội soi thì nó đều làm tổn thương cái thần kinh cương. Cũng có cái tỷ lệ hồi phục nhưng mà rất thấp, thì người ta điều trị bằng thuốc thì sẽ khỏi, nhưng mà đa phần là không hồi phục. Khi không hồi phục thì điều trị bằng thuốc, kể cả thuốc uống, thuốc tiêm thì mình đều không có cương được. Thế thì cái phương pháp mà người ta để bây giờ cương được thì người ta điều trị bằng cái cách là đặt thể hang nhân tạo. Tức là người ta đặt hai cái thể hang vào, khi nào mình quan hệ thì mình bóp cái nước muối nó bơm ở từ cái bóng lên hai cái thể hang đó làm cho cương. Sau khi quan hệ xong thì người ta lại bóp lại để cho dương vật mình xìu xuống. Với cái thể hang nhân tạo đó thì Việt Nam mình cũng đã đặt cách đây khoảng 10 năm rồi, và bây giờ các bệnh viện lớn đều đặt được, cũng như bệnh viện 18 chúng cháu cũng đặt được. Tuy nhiên thì cái giá thành cái phương pháp đặt thể hang nhân tạo ấy thì nó khá cao. Nó rơi vào khoảng 250 đến 300 tùy loại vật liệu. Và những cái đó nó không được trả bảo hiểm y tế. Thế thì những cái người mà ung thư tiền đình tuyến, đặc biệt những người trẻ, ví dụ chẳng hạn 50-60, cái nhu cầu quan hệ tình dục của người ta còn lớn, thì người ta thường là phải đặt thể hang nhân tạo trong những trường hợp sau khi phẫu thuật triệt căn cắt ung thư tiền tuyến. Phẫu thuật thì cái độ an toàn của nó có tốt không ạ? Về phẫu thuật, về cái đặt thể hang nhân tạo thì về cơ bản là an toàn. Mình gây tê tủy sống này, xong rồi mình nhét cái đó vào cái dương vật của mình thôi. Nó có những cái biến chứng gì? Một là có thể chảy máu, thì nó rất ít. Hai là nó có nhiễm khuẩn. Khi mà nhiễm khuẩn cái vết mổ đó thì người ta phải tháo cái thể hang nhân tạo ra. Thì khi đó coi như cái cuộc phẫu thuật của mình là không thành công. Và khi đó thì bệnh nhân cũng phải chịu tiền cái thể hang nhân tạo đó. Như thế thì nó, cái tinh hoàn lúc nào nó có còn sản xuất được ra tinh trùng à? Tinh hoàn thì vẫn sản xuất tinh trùng. Cái người đàn ông, cái tinh hoàn sản xuất tinh trùng cho đến khi nào mình không còn trên trái đất này nữa. Dạ, thế tức là khi mà mình ấy như thế là nó không thể có xuất tinh được đúng không? À, cái việc xuất tinh ấy thì nó lại phụ thuộc vào hoàn toàn vào cái chuyện là lúc mình cắt tiền tuyến ấy, mình cắt hết rồi thì bây giờ cái lỗ phóng tinh của mình nó tắc rồi, lông ra ngoài được. Thế ạ? À? Vâng. Tức là coi cái kia nó chỉ là tạo giả thôi. Nhưng mà giả nó ở bên trong. Cho nên là hình thù bên ngoài cũng như cảm giác da rồi các thứ nó vẫn bình thường đấy. Tức là nói tóm lại là để cho nó cọ sát, để coi mình có cái cảm hứng thôi, chứ thì không có thể có tinh trùng ra được đúng không ạ? À vâng, cái việc có con ấy thì kể cả mình có cắt u tiền đình tuyến lành, khi đấy mình cắt rồi thì cái tinh trùng nó cũng không ra ngoài được. Và tinh trùng thường sẽ vào bàng quang, vì cái cơ thắt ở trong bàng quang ấy, khi mình cắt tiền tuyến dù cái phương pháp nào đi nữa thì cái cơ thắt ở trong đấy nó cũng không còn ạ. Mình muốn có con, ở trong những trường hợp sau cắt tiền tuyến thì người ta thường là thụ tinh nhân tạo. Người ta lấy tinh trùng ở màu tinh hoàn hoặc tinh hoàn để đi thụ tinh nhân tạo ạ. Dạ. Vâng. Thế tôi muốn hỏi thêm một chút là hiện tại đang có hiện tượng, ngày xưa gọi là sa đi ấy, phía trái này thì nó giả sử như mổ cái kia thì làm luôn cả cái này có được không ạ? À không. Nãy như nãy cháu nói đấy, tức là cái mổ này thì nó người ta quan ngại nhất là cái nhiễm trùng. Khi đó thì người ta phải tháo bỏ cái thể hang ra, bác tính là mấy trăm triệu đó. Cho khi người ta phải mổ những cái gì đó, nó hạn chế tối đa can thiệp những cái khác nữa.
Vì có thể mình can thiệp một thứ nó đã nhiễm khuẩn rồi, mà mình can thiệp nhiều thứ quá thì cái nguy cơ nhiễm khuẩn nó cao. Cho nên nếu mà bác muốn cái sa đì đấy thì bác nên mổ cái thoát vị bẹn trước đi ạ. Thời gian làm có lâu không bác sĩ? Thời gian mổ thì tùy phẫu thuật viên, kéo dài khoảng độ 2 tiếng ạ. Dạ, cảm ơn chương trình. Vâng, cảm ơn bác đã tin tưởng và chia sẻ câu chuyện của mình với chương trình ạ. Alo ạ. Vâng, chào bạn. Em là một người khiếm thị vậy. Em có hơi cao hủ á. Cao hủ thứ nhất là làm sao để quan hệ tình dục là an toàn. Thứ hai là quan hệ tình dục như thế nào ạ? Vâng, một trường hợp khiếm thị. Năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi ạ? Dạ, 29 tuổi. Em bị mù hồi nhỏ. Thế mình chưa có sinh hoạt tình dục lần nào à? Dạ, chưa. Bản thân mình thì có các hoạt động như là thủ dâm hay như thế nào chưa? Dạ chưa, nhưng mà để hủa thử, để bác sĩ cho làm thử. Em thì không có như họ. Có nghĩa là làm thế nào để có một cuộc tình dục an toàn đúng không? Dạ, với lại cao hủa thì hơi là lồm rang để tình dục nó hủa bị rách. Rách là rách cái gì nhỉ? Dạ, rách do chị. Em lái có ngón ta nè, em cổ cử nhiễm nước qua cơ, có học hầu cái lái ngón ta cổ có chả má luôn. Cái tình trạng hạt đó là xuất hiện ở trên dương vật hay như thế nào? Dạ, ở ngoài, ở ngoài dương vật. Vâng ạ, xin mời bác sĩ Nguyễn Văn Phúc ạ. Có lẽ rất cần chào bạn. Bác sĩ. Thứ nhất là bạn hỏi là làm sao để quan hệ tình dục nó an toàn đúng không? Dạ. Ừ. Thế thì để quan hệ tình dục an toàn ấy, thì trước hết là bạn phải tìm được cái đối tác nó an toàn. Thứ hai là không có một cái quan hệ tình dục nào an toàn tuyệt đối. Còn nếu mà để quan hệ tình dục mà an toàn tương đối thì người ta sẽ sử dụng những biện pháp bảo vệ như là mình sử dụng bao cao su, kể cả mình có vợ hay có bạn gái gì đó, khi mình quan hệ không có bao cao su thì đều được coi là không an toàn. Vì khi mà ví dụ người phụ nữ người ta viêm nhiễm hoặc là mình viêm nhiễm thì đều có thể lây cho nhau. Như vậy là khi không sử dụng bao cao su thì quan hệ tình dục qua đường chính thống, đường âm đạo thì đều không an toàn. Còn cái vấn đề thứ hai là bạn hỏi là bạn bây giờ bạn thủ dâm là nó rách và nó chảy máu ấy, thì tôi thì chưa khám trực tiếp cho bạn, nhưng có lẽ tôi sợ bạn là bạn đang bị hẹp hoặc bán hẹp cái bao quy đầu. Khi bạn thủ dâm bạn tuột lên tuột xuống ấy thì cái da nó rách, nó gây chảy máu. Thế thì cái đó thì bạn phải đến khám bác sĩ trực tiếp xem là cái bao quy đầu nó có bị viêm hay nó hẹp thì người ta sẽ cắt đi cho bạn. Đau đớp cũng bị ngứa luôn ạ. Ở đó ngứa thì nó viêm đó, nó viêm nó nứt ra. Thế khi mình thủ dâm mình trà sát lên đó thì cái da nó nứt ra, nó chảy máu. Còn cái hào gan lồng bại cơ tự nhiên cái đầu gối của em chỉ như mũa mũa. Cái đầu gối hả? Dạ. Nhưng mà làm anh làm gì mà lại mỏi đầu gối ạ? Dạ, em lồng bại chạy. Tức là khi bạn thủ dâm thì bạn thấy mỏi cái đầu gối ấy gì? Dạ, đúng rồi. Cái chuyện đó thì như này này, khi mà mình quan hệ tình dục ấy, nó cũng như là một cái lao động về thể lực ấy, thì sau khi quan hệ xong thì có người thì mỏi cơ, có người thì mỏi xương khớp một xíu, sau đó thì nó hồi phục ngay, thì cái đó thì cũng không quan trọng lắm. Trừ trường hợp có những bạn mà mỏi không đi được ấy, là có bạn ấy quan hệ tình dục ngày đến 4-5 lần ấy, hoặc là thủ dâm ngày 4-5 lần, thì khi đó thì nó ảnh hưởng đến sức khỏe toàn thân, nó nhão cả cơ này, mỏi hết cái đầu gối không đi lại được, thì cái đấy nó ảnh hưởng sức khỏe. Còn ví dụ như chẳng hạn tuổi của bạn mà bạn quan hệ bạn thủ dâm tuần một lần hai lần thì nó không ảnh hưởng gì cả. Em lồm mà tầng mô cũng lồm. Tuần nào cũng làm cái tần suất như thế nào, một lần hay hai lần ạ? 10 lần một đêm. 10 lần một đêm đấy. Đấy đó, bạn làm nhiều như thế thì nó mỏi cơ này, mỏi xương này. Thì như này nhá, bạn nên kiếm một cái công việc gì đó hoặc một cái việc gì để bạn làm, bạn tập trung vào công việc thì bạn sẽ giảm cái tần suất thủ dâm đi. Thứ hai là bạn có thể là bạn sẽ tham gia một cái hoạt động nào đó để làm sao bạn không suốt ngày ở trong phòng một mình. Cái đó là cái mà phương pháp cái cai cái thủ dâm hiệu quả. Em có chuyện quan chứ, em mà chưa là không có. Nhưng mà có cái đó là lột thường xuyên không? Đây thì bác sĩ Phúc đang hướng dẫn cho bạn một số cái cách để mình giảm. Trước mắt là mình giảm cái tần suất đi ạ. Vì như bạn thấy là những cái tác động trực tiếp đến sức khỏe của mình, đúng rồi. Đấy thì bác sĩ đang hướng dẫn một số cách để mình kiểm soát cũng như giảm bớt cái tần suất để cải thiện cái tình trạng sức khỏe của mình đi đã. Rồi,
cảm ơn chị. À, cảm ơn bạn và đã tin tưởng và chia sẻ câu chuyện của mình với chương trình. Hy vọng là mình cố gắng thực hiện những gợi ý của bác sĩ để giảm bớt cái tần suất và cải thiện cái tình trạng sức khỏe của mình nhé. Vâng ạ, chúng tôi xin tiếp chuyện một thính giả nữa gọi điện đến chương trình Chuyện Thầm Kín ạ. Có ý kiến, tôi hỏi là tôi giờ năm nay 75 nhưng mà sức khỏe thì nghĩ nên yếu không? Hỏi cô trong có cái gì chữa hoặc là cách thức như nào tôi giúp tôi. 75 tuổi ạ, yếu là như thế nào? Cái tần suất sinh hoạt của mình như thế nào hả bác? Coi như là 2 tháng không được vào một lần ấy. Cái thời gian sinh hoạt kéo dài không ạ? Thời gian nó khó cường lắm. Vâng, à. Chào bác. Dạ. Vâng, cảm ơn anh. Vâng. Thế bây giờ cháu hỏi bác cái đối tác của bác ấy. Là bao nhiêu tuổi ạ? Đối tác là 70 ạ. Thế thì cái đối tác của bác có nhu cầu cao không? Cũng bình thường thôi, lúc nào mình cần thì chèo thôi, nhưng mà bà không quá là mình 70 rồi này. À, rồi. Như riêng tôi này này, cái ấy này thì cần nhưng mà thì lại không. Vâng. Không cứng được. Như bây giờ là cái tình trạng ham muốn của bác ấy thì bác mong muốn là một tuần một lần hay một tháng một lần? Cần tháng làm đây giờ vì có tuổi rồi. À dạ, vâng, nhu cầu một tháng một lần. Mà bây giờ là 2 tháng nay là bác không được lần nào cả. Vâng, vâng, chính xác ạ. Vâng, thế cái bệnh như này thì bác đã đi khám ở đâu chưa? Chưa đi khám đâu. À dạ, vâng. Thế thì cái tuổi của bác ấy thì nó có nhiều nguyên nhân gây ra rối loạn cương. Một là tuổi cao. Vâng. Vâng, hai là bác có những cái bệnh gì kết hợp không à? Tôi thì xương khớp không, tiểu đường không, huyết áp không, chỉ có phì đại tiền liệt tuyến nào. Vâng, thế thì tuổi cao một là cái mạch máu này, thần kinh đến cái dương vật đó nó kém. Hai là cái hormone sinh dục của mình ấy càng tuổi cao thì nó sẽ giảm đi. Vâng. Thế thì cái việc mà bác chưa khám và điều trị bao giờ thì tốt nhất bác phải tới bệnh viện có khoa năm học để bác khám, để chúng cháu làm một số xét nghiệm như là kiểm tra cái hormone sinh dục của mình nó có giảm không. Nếu nó giảm thì chúng cháu phải bù cái hormone đó vào thì mình mới cương được ạ. Vâng, cảm ơn anh nhá, chúc anh sức khỏe nhá. Vâng, chào bác, chúc bác sức khỏe. Dạ. Vâng, chúng tôi xin mời một thính giả khác ạ. Alo ạ. Alo, xin chào bác sĩ, xin chào bác sĩ. Vâng. Vâng, bác sĩ. Vâng, bác sĩ đang ngồi cạnh tôi đây ạ. Bạn cứ nói đi. Chào bác. Em lúc em quan hệ với nhà em đấy là thế em cho vào bên dưới âm đạo của nhà em đấy là lúc được một năm vào mấy tháng mười từ năm đến mười phút thì những người mềm ra mới không ra được nữa nên là đi nhà tại sao bác sĩ. À, vâng. Vâng, xin mời bác sĩ ạ. Rồi, chào anh. Xin lỗi anh, năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Năm nay em 46 ạ. 56 ạ? 46 ạ. À, 46, ok, tuổi vẫn còn trẻ. Rồi, anh bị tình trạng này lâu chưa? Em cũng bị nó lâu hết, nên là lúc em ở ngoài, nên là em phải em nghịch của nhà, em để ngoài cứ thì lúc trò em trong 50 phút rồi là... À, lâu là đến 6 tháng chưa? Ui, lâu nhỉ, cũng hơn 5 đấy. À, năm hơn 5 rồi. Rồi, anh có bệnh gì toàn thân khác không? Em vẫn bình thường chứ chẳng có vấn đề cả. Ok, cái tình trạng của anh ấy là tình trạng là bị rối loạn cương, tức là cái cương cứng của mình không đủ, khi mình đang quan hệ thì nó xìu. Có những người nặng hơn thì người ta không cả cương được để quan hệ. Thế thì cái tình trạng này nó có nhiều nguyên nhân, trong đó cái tuổi tác cũng là một cái nguyên nhân. Có những người thì 70 người ta vẫn khỏe, nhưng có người thì 40-50 là bắt đầu là yếu rồi. Vâng, thế cái tình trạng rối loạn cương, gọi là bệnh rối loạn cương này thì anh phải đi khám. Khám để bác sĩ người ta tìm một số nguyên nhân, sau đó người ta sẽ điều trị sớm cho anh. Thường với cái mức độ nhẹ như của anh này thì bác sĩ sẽ điều trị nó khỏi khoảng 80-90%. Còn em lúc em quan hệ là sao? Nó cứ cố mãi là còn độ 25-30 phút thì nó mới ra, được mấy. Thế là còn đâu là lúc cũng nữa là quấy ăn nhà em nó ra tắm nhảy quá rồi là nó cứ mềm xấu đi không dương cứng gì. Đúng rồi. À, khi mà cái dương vật của mình nó không đủ cứng ấy thì mình quan hệ tình dục thì nó khó ra, cho nên mình cứ có kéo dài đi nữa thì cái độ cứng của mình nó lại càng giảm đi thì nó lại không đạt được cái hưng phấn thì mình lại càng khó ra. Có những người mà không thể ra được luôn, là cứ quan hệ lần nào là lần đấy xìu. Chị em hỏi mà cho mà con này nó hay là tại của em hay là có khi nó có một bên là tại hay là tại như vậy một bên tinh hoàn á? Vâng. À, chết rồi. Của anh là có một bên tinh hoàn thì cái đấy thì cái bệnh đó nó còn nguy hiểm hơn cả cái bệnh rối loạn cương. Tức là như vậy là tinh hoàn của anh ẩn ở đâu đó. Có thể anh không có hoặc là nó đang ẩn trên ổ bụng.
Thế cái tinh hoàn mà nó ẩn ấy thì nguy cơ ung thư hóa ở cái tuổi của anh này bây giờ rất cao. Cho nên bây giờ cái việc đó thì anh lại càng phải đi khám sớm để người ta tìm cái tinh hoàn đó. Tìm cái tinh hoàn mà không có giấy bìu ấy. Mấy cái người em nó thỉnh thoảng. Lấy em cũng chỉ có một bên thôi. Thế lúc còn một bên nó thỉnh thoảng nó thì to hơn mất tay cái là lúc nó nổi lên này nó lấy tay vẫn nó đặt đi mất nên không còn nó thì to hơn. À, tức là lúc nó xuống lúc nó lên. Vâng ạ. À, vậy là tinh hoàn lò xo. Người ta gọi là tinh hoàn lò xo, tức là lúc thì nó kéo lên bụng, lúc thì nó rơi xuống dưới. Thế thì cái đó mà thấy tinh hoàn rồi, xuống dưới rồi thì anh nên mổ và cố định lại cái tinh hoàn. Không tinh hoàn bình thường sinh lý nó xuống bìu để nó làm nó xuống đó nhiệt độ nó thấp hơn nhiệt độ của cái cơ thể của mình một độ thì nó không bị ung thư cũng như không bị teo tinh hoàn. Mà bây giờ anh cứ bị co lên bụng như thế, thế thì sau đó nó sẽ teo tinh hoàn và nó có nguy cơ nó ung thư hóa. Cho nên anh lại phải đến viện mổ sớm để người ta kéo cái tinh hoàn, người ta cố định xuống bìu cho anh. Vâng. Dạ, ok, bác sĩ cho em hỏi lại một câu nữa là lúc em nào sạch sẽ còn nhà em như thế, em quan hệ bằng bằng bên trong miệng em nó có ảnh hưởng gì bên trong miệng à? Về lý thuyết thì bây giờ người ta có quan hệ bằng miệng nhiều, tuy nhiên thì nó không ảnh hưởng trừ trường hợp mà miệng của anh bị viêm này hay là của vợ anh bị viêm thì nó sẽ lây sang nhau, chứ bình thường thì không sao cả. Dạ, vâng ạ. Anh còn vấn đề gì nữa không ạ? Vâng, như gợi ý của bác sĩ thì anh nên đi khám sớm đi ạ. Vâng, điều trị cái tình trạng của mình. Vâng, cảm ơn anh đã gọi điện đến chương trình.